Rồi mỗi chuột luôn đó, lên bờ. Ôi ôi có lý anh em ơi, quá rồi. Một em. Em này cỡ nhiêu thú bông? Con mấy à? Mấy à? Lý rồi. Con em ơi, quá đã luôn. Chào tất cả anh em nha. Nay mình rảnh mình theo anh Sáu bắt cá dồ anh em ơi. Cá dồ dưới sông nha anh em. Đó đi luôn. Ghê. Thắng luôn hụt bì vậy. Bây giờ anh Sáu sẽ móc mồi nha anh em. Không biết nữa hả? Sông này lục bình dữ lắm nha anh em. Thả mồi. Chai nha nè. Cục cái chai, cái chai nó sẽ cục củ cỏi nha. Nhìn cá nó dính còn cái chai nó còn dính củ cỏi nha. Không có lôi chai đi nè em ơi. Tục đi về xuống em ơi. Tục bóp mồi nè em ơi, bỏ mấy cái lỗ trống này nha nè. Cầu nó chưa có cục chè nha em, cho cuộn bán chìm xuống. Bình bát nha em, đồng hình với mình là Út Sáu nè, hai cái Út Sáu. Bye bye. Rồi đi thăm anh em ơi. Đây mới mưa nè. Mới qua cơn mưa. Giờ anh em mình đi thăm anh em ơi. Đó, bò mồi. Dính đâu, dính đâu. Hả. Ôi, con này bự không nổi ơi. Bự. Ừ. Cu. Hả, dữ lắm anh em ơi. Ôi, trời ơi, lên. Hả, cái lời này hay gì? Bên hả? Có tiếng gì mạnh quá. Đồ mỏ chuột luôn. Đó, lên bờ. Ôi, ôi, có lý anh em ơi, quá rồi. Một em. Em này cỡ nhiêu thú bông? Con mấy à? Mấy à? Lý rồi. Con em ơi, quá đã luôn. Quá phù. Phí mấy nha nè. Tiếp tục vô mồi anh em ơi. Cái này để con được 3kg sướng không sao. Ở dưới sông nha nè. Bình ta xịt nó ngủ xuống rồi nè. Tao lỗ thôi. Sao
dùng dây anh em ơi, không dính đâu. Cái này tớt anh em ơi. Đây có không cũng sao, đây không được nữa hả? Thẳng không? Giờ thẳng là chuyện chính á. Má nặng chứ ta. Lên thả thủy lên nó. Rồi một con anh em ơi. Lý cặp đầu nghe chứ có giỡn không? Cặp đầu quá. Con nó gì? Con nó hai con em ơi. Trời ơi. Vô mồi. Mồi bịch bát nha nè. Bịch bát chín anh em ơi. Thấy em bé anh bác bán luôn gì. Ôi. Này anh em ở chỗ này mà có kinh có lục bình gì anh em làm gì kiếm cá ăn qua ngày cũng có lý lắm anh em ơi. Đừng coi cái tay anh em. Anh em thu nhập được hai con anh em ơi. Đây. Quá đã luôn. Cái sông ngộ màu đen, mẫu đen ha. Hai con em ơi. Cặp của Lý. Thẳng không? Ô chơi thẳng nè. Lý của Lý nè em ơi. Ui. Còn cái chai vậy nè. Dây nó thẳng là dính vậy nè. Nó máu trong cặp luôn. Dữ lắm hả? Còn đi đi nè. Gì à? Thấy luôn rồi. Có không? Có. Còn cái hả? Câu 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 nó lên bên này đi. Hả? Nó lên trên đi. Nó nổi rồi. Ủa lên 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 em nó đã lên ba rồi. Ôi ôi quá trời quá phê luôn em. Cô lý công nhận một bình bát này lợi hại không sao. Ba con anh em, con Lý. Con trai này rất là hiệu quả nha anh em. Rồi, anh em. Ba con rồi. Quá phê luôn. Thank you.
này mình trâu mình để chỗ hoài hay cứ như mình cứ giờ chỗ mới không? Nào nó hết dính thì giờ chỗ tịch lông hơi tịch qua dài nút. À. Nếu mà sáng rất chịu á. Sáng trên mặt nào không? Có khi nào mà nó dính cá bự quá lâu luôn cây này với cha đi luôn không? Có chứ. Mất hoài gì? Yeah. Là to thế. Đi về dạng dưới này em ơi. Còn mấy lưỡi nữa không sao? 5 lưỡi. Đây đồng lúa trổ nha Nam. Tiếp tục nữa ơi. Thắng rồi. Thắng không? Thắng không? Ừ. Nè tôi nhớ thắng ra Nam. Đó. Thắng gì là dính rồi. Lớn hay nhỏ đây. Ôi. Thật lúc ngoài chứ đâu. Kìa tới ngoài luôn hả? Đó, nó lụng lụng ngoài đó. Đó, nó nhìn dít ngoài anh em. Ngoài lúc ngoài không ghê trời quấn gì nãy. Được. Được. Con mồi này nó còn hả? Sát lỗ này nè. Con to hả? Ôi quá phê luôn nè. Quá mà giống cứ gửi á, cứ gửi. Quá mập ghê. Lúc trống luôn hả? Lúc tới luôn. Thấy mày kia lấy cái cây gì đúc. Ừ, cái cây. Cái cây á. Cũng chết à. Từ khi cắt lưỡi nó hơi mới sống. Đúng rồi, chết nó lên đường trầu trời luôn chứ. Đứt lưỡi quá. Đứt lưỡi đứt. Thấy cây không? Quá lắm ạ. Ừ, cô Lý. Đó, cá này. Cái thồng cá này. Quá bự. Ôi. Ghê không anh em? Cho mình đo cá này coi. Còn to à? Đúng rồi. Còn cá 4 tấc anh em. Tấc. Còn lành luôn. Mồi em nó về độ luôn anh em ơi. Cá. Đi. Quá. Chỉ được phẩm anh em mình nên của anh em mình nè anh em. 4 con anh em ơi. Còn mấy lưỡi nữa không sao? 2 lưỡi nữa hả? Còn 2 lưỡi cuối nữa anh em ơi. Hy vọng là nó sẽ dính nha anh em. Đây nè, đây lưỡi nữa hay gì? Này mới dọn cắm nãy hả? Quá, ra luôn coi. Thẳng không? Đi thẳng hả? Lúc nó rất là không quá rồi. Nó là bụi thôi. Được. Bụi giống anh nói. Được. Nó là nặng tay luôn rồi. Rồi anh đi kiếm hướng rồi. Mình. Lên lên. Đi thôi anh em ơi. Được, được. Mà một bình bát này nhảy dữ chứ. Được. Được. Cái này được gì? Đó, lên. Một con nữa anh em ơi. Một lý. Một lần luôn. Ghê. Con chắc thẳng lạ nè. Ừ. Đó, mạnh ghê kìa. Nó nổi trong nước ấy đẹp ghê. Ừ. Ủa mạnh ghê hả? Đó. Mày hả con trai? Con nữa nè ơi. Quá phê luôn, một con nữa. Con mạnh luôn nè. Con lành luôn nè ơi. Con này chắc cũng có ký nha nè. Nhỏ hơn con vừa rồi nè ơi.
quá rồi. Có vô. Còn lưỡi nữa không sao? Quá rồi có vô. Rồi, giờ đi về dài xuống dưới nữa nha Nam. Lưỡi cuối cùng anh em ơi. Hả? Nó ra không? Vô nữa hả? Ghê hả? Ủa này thu hoạch có lý rồi nha. Móc dưới này ta. Hả? Còn cái con hả? Con lâu rồi móc dưới á. Vô, vô, dưới này. Ừ, nó ít phản quá mà không, nó không có phản. Còn thấy lục bình, lục bình không? Thấy, thấy, thấy. Lục bình lục bình rồi. Giải một cái rồi, đỡ bay không được giá. Ừ. Ồ, một con nữa nè, lưỡi cuối cùng cũng ăn ủi được con nữa nè. Đó, nó bự. Mạnh ghê không? Mạnh biết lắm. Hay ta? Lúc luôn hả? Lúc bữa luôn. Sao? Tại vì này lục bình nhiều quá, anh ẩn nấp dưới này nè. Gặp mà mồi lục bát nữa, mồi bình bát nó nhạy hơn mồi chuối vậy nè. Nó lên được không? Lên được. Lên được rồi, thì là đứt đó hả? Giờ thì ra là rung cái rồi mọi người. Lên coi con cá bóng mồi nha, con cá nha. Anh thấy. Ừ. Một con nữa anh em ơi. Con này cũng nhỏ, cũng được anh em ơi. Trời ơi, có lý. Hai, một. Một, hai, ba, bốn, năm. Sáu con anh em ơi. Sáu con. Mình cắm vô lưỡi không sao? À, 20 lưỡi anh em ơi, 20 lưỡi mà được 6 con cá nha anh em. Quá đã luôn, 6 con cá vô. 3 con này bự nè. Này 3 con bự, 3 con cũng vừa nè. Là chiến lợi phẩm của hai anh em mình nha anh em. Ngon lành luôn. Quá phê. Rồi. Buổi chiều câu cá của hai anh em mình tới đây xin tạm dừng nha anh em. Chung là nay cũng có lý nè, được 6 con. Sao còn cũng khoảng 6 kg, 6 kg mấy nè. Rồi, xin kết thúc video nha. Chào cá đi nha. Chào anh em nha.